Sơn Hà. Ui trời ơi. Và đây tác phẩm này nó gọi là gì anh? Ủa, dính nghe nhỉ? Bẹt Tường dính. Vi. Tường gọi là nhất trụ gì đây đúng không? Nhất trụ cành thiên. Đây là cái cột chống trời đấy đúng không? Ừ. Biết quay từ đâu, từ dưới lên đi. À cũng chắc cũng phải được vài năm nó mới hết bệt linh cái kia nhỉ? Chảy ra kìa. Ôm vào đá. Tác phẩm này có giá bao tiền này? Tác phẩm này là 12 triệu 500. Độc đáo. Độc đáo. 2 người khiêng cốt chứ. Đấy, hoa đây. Nhất trụ cành thiên. Cái cột này thì cao chắc tầm cột đấy cao cao tầm 60 phân nhỉ, 70 phân nhỉ. Chú ơi. Từ mặt chậu lên chắc tầm 70 phân thôi. Nè. Ra đi rồi à? Hay quá. Nhất trụ cành thiên. Thế anh gọi đi nhiều thế. Để sang cái mặt sau xem nó như nào. Nó là cái không? Đấy. Tường vi này nó nhanh ôm lắm. Ôm sẹo. Nhìn ra rất mỏng nhưng mà nhanh ôm, nhanh bo. Trụ cành thiên 12 triệu 500. Ok. Để sang bên này cái. À, đây có con đầm đầm này đây, da rất sáng. Cứ chui vào đây mà xem. À, mặt này thì khắc phục được, nhưng mà này không được như mặt trước, nhưng mà là một cây cũng hay. Da rất sáng, năng điệt. Con lỏi vào đây. Yêu nhau, tìm cách để yêu nhau với cái bộ đề này này. Được đấy, bên này được. Úi giời, chanh. Vâng, em cùng uống, anh ngồi đi, tí rồi lại vào giờ. Bán đắt lên. Bán đắt lên. Bây giờ cây mà 1 triệu thì bảo tầm 8-9 triệu vào thì thì giữ được cây. Cây Tường Vi trước bán rồi anh Dũng. Cây Tường Vi bán rồi à? Trước cô ông hỏi có hai khách đá thôi nhá, mà xong là họ bảo là bằng án sở ấy bỏ ra 7 triệu anh bảo bán nhưng xong nó trả lấy cho anh bán rồi. Đây ông Hiếu đang báo giá mấy cây này thế nào, cứ ngồi trong làm gì đây, làm phép à, làm phép à? Tường vi dáng làng. Đẹp đấy. Bao tiền đấy? 1,4 triệu. À, cả chậu. Được. Chẳng nghe là rổ chậu ra. Lúc chẳng lên xe và để lại cái chậu. Không chậu. Thôi ông nào thích cây nào ra mà hỏi. Nhiều cây lắm. Ô đây. Cái này bới ra đây rồi à? Cái này lại thay chậu rồi à? Ờ cây anh mới thay chậu được tháng. Xin phép cứ cầm lên cái nhá. Ô em bê em đừng đập rồi được. Được. Trước là nó không nhìn thấy ở dưới, các ông đi kêu. Đẹp đấy.
vẫn giữ nguyên giá à? Nhiều vẫn giữ nguyên giá à? Bỏ cái biển đi rồi à? Bỏ cái biển đi rồi à? Cái biển thì bỏ lâu rồi. Hết triển lãm thì mình bỏ đi thôi. Anh có cái chanh này, hai quả chanh, hai quả treo bình lặn đây, chui vào đây này. Các ông nhìn đấy, ông với mẹ ra đây này. Không mọc mai ạ, gốc nào ạ? Gốc đấy anh với anh 500. Trưa rồi giao lưu bớt 50, 400 triệu. Chợ trưa rất thoáng. Không nào khôn cứ đi chợ trưa với nắng mà đi ra là mua là rẻ. Đi sang đây cả. Cây nó nhỏ nhưng nó có vỏ. Ông nào cất cái cây to to kỹ thế. Của ai đây? Kia. Con to to kia của anh à? Nhiều tiền không? 500 triệu. Thế thôi chứ. 20 thằng bán. 20 triệu anh nói thôi. Đấy, để 55 triệu tí nữa để ra xem. Phải ra quay sát tận nơi em. Có tí nữa. Hỏi cái đã để biết thông tin cái đã. Nghệ nhân lại đang làm phép à? Bắt sâu nhổ cỏ. Cho lên cái khay này lại. Đẹp mắt. Cho cái màu đẹp. Do làn nước trong xanh. Thế là tuyệt vời. Cái nhất trụ bình thiên. Này của Quấn. Triệu 500 chứ không phải là người cây này làm mấy. Tính theo mỗi năm là 1 triệu tiền tưới nước thôi. Lê Minh Tuấn. Chơi thật sự lắm. Tháng cọp nữa. Chở đi đâu. Để sang đây cái tí nữa mới qua cho anh Trương. Chỗ ô tô cạnh nhà mở chưa là về chiêu ra. Mới chơi cổ ra. Phải biết là si cổ. Chi cổ ở trên bể cổ ấy. Bể cổ đắt đấy. Có người bán cây được cổ thôi. Có người có cổ. Có cổ thôi. Có cổ thôi. Chứ còn người không cổ mà có cổ. Cái cổ này thì bao nhiêu? Thanh 10 triệu. Đám cổ, chi cổ 10 triệu. Dương. Cái này cũng già chứ. Già lắm rồi. Đấy, cái búp đỏ. Nhiều tiền quá. Cái đấy bao tiền? Cái đấy bao tiền? Cái này 2 triệu rưỡi. 2 đồng rưỡi. Có ông hôm rồi ông cứ hỏi cây rành rành không rồi không biết có gọi không? Có ai rồi? Rồi. Có cái ông cũng xem ông cứ hỏi ấy. Không biết. Rồi, okay. Đây này còn ông nào mua về khí đá nhất thì dòng xanh này bán rất là đẹp. Nó chỉ quanh quanh mấy trăm thôi. 200 đổ lại. Rành rành.
cây xin hay đấy. Rồi, để cảm ơn bác chủ nha. Sang chỗ trường đã.